Chuyện có nên đưa của hồi môn cho mẹ chồng giữ hay không luôn là vấn đề trăn trở của các cô dâu mới. Đưa thì chả yên tâm, mà không đưa lại sợ mẹ chồng giận. Chưa kể những trường hợp rủi ro xảy ra là điều hoàn toàn bình thường trong cuộc sống. Mới đây, một cô vợ vừa làm dâu được một tuần đã lên mạng kể lại câu chuyện của mình. Sau khi lấy chồng thì số của hồi môn tính ra ngõ ngét cũng tầm được 200 triệu. Thế nhưng sau 4 ngày thì mẹ chồng gặp riêng hai vợ chồng nói chuyện. Bà mẹ chồng đưa sổ tiết kiệm 200 triệu và yêu cầu đổi với số vàng của con dâu. Con biết mẹ muốn cẩn thận cho chúng con, theo ý chồng con từ trước và giờ giá vàng đang được nên con bán hết rồi. Vợ chồng con chẳng có việc gì dùng đến nên con gửi luôn sổ tiết kiệm 2 năm, con giữ lại một món bố mẹ tặng con để làm kỷ niệm. Còn chỗ tiền mặt này con biếu bố mẹ đi du lịch xả hơi mấy ngày vất vả vừa qua. Chồng em chả biết gì nên hài lòng với vợ lắm. Quả thật, cách giải quyết của cô vợ trẻ vừa hợp tình vừa hợp lý. Tất nhiên, việc gửi vàng cho mẹ chồng giữ không phải chuyện điên rồ gì. Nhưng cuộc đời, có ai nói trước được điều gì? Chẳng may có biến động không may xảy ra thì cả hai bên đều khó xử.